The strongest ninja, Asamura. Yo, xin chào anh em quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Tô Mỡ. Và đây là cái vị tướng Hanzo, nhưng mà có một chút xíu đặc biệt cái nhẹ mà Mỡ muốn giới thiệu đến cho anh em ở đây. Là Hanzo ở trong máy chủ thử nghiệm anh em ạ. Hanzo ở trong máy chủ thử nghiệm vừa mới được làm lại đến từ cái bộ kỹ năng của mình rất là thú vị. Và đây là một trong ba cái vị tướng được làm lại. Và có thể nói cái mùa giải về sau, cái mùa giải thứ 16, nó chính là cái mùa giải được mệnh danh là thời đại của sát thủ. Đó là cái dòng tiêu đề mà Moon Tune đã thông báo. Tại vì mùa trước là mùa giải là thời đại của xạ thủ mà anh em. Đó là xạ thủ Bruno, đó là xạ thủ Wan Carry, toàn bộ xạ thủ lên ngôi. Và ở trong cái trận đấu lần này, Mỡ muốn mang đến cho anh em một trong những cái vị tướng sát thủ được làm lại. Không biết có mạnh hay không, thì như anh em có thể thấy, đây là cái chiêu thứ nhất của cái vị tướng Hanzo. Cái kỹ năng này có tên gọi đó là cái nhẫn thuật đoạt hồn không. Đó là cái kỹ năng thứ hai. Cái kỹ năng thứ hai của cái vị tướng Hanzo này được làm lại hay ở chỗ ý, là khi mà có kẻ địch, khi mà Hanzo triệu hồi ra cái kỹ năng thứ hai đoạt hồn này ở một cái phạm vi trên bản đồ ý, thì nó không còn là triệu hồi ra cái thanh kiếm nữa, nó sẽ triệu hồi ra một cái vùng đất gai. Sát thương gây ra sẽ là liên tục và nó chỉ ngừng khi nào không có bất kỳ một cái đơn vị tướng địch hoặc là quái rừng ở trên cái phạm vi đó. Đó anh em thấy không ạ? Khi mà có những cái đơn vị gọi là quái rừng cũng như là tướng địch ở trên phạm vi thì chiêu thứ hai này nó rất lâu và nó rất dài, nó rất là dài. Rồi, thanh niên Kling kia hình như là đã nghe được thấy Mỡ làm video clip đứng AFK để cho Mỡ dùng cái kỹ năng thứ hai để xem nó lâu được đến là bao nhiêu, và cùng với đó là biếu luôn cho Mỡ cái chiến công đầu anh em ạ. Rất là cảm ơn thanh niên Kling này, đánh rất là khôi hài. Ui, thanh niên Fanny này bay cũng biết Mỡ trong đây nha. U né dây này, u né dây này. U trời ơi, né bằng sạch toàn bộ những cái dây của thanh niên Fanny kia. Trình của Mỡ nhảy dây ngày xưa kinh lắm. Và đây chính là Hanzo ở trong cái hình thái huyết quỷ anh em ạ. Sử dụng cái kỹ năng thứ hai ở trong trạng thái huyết quỷ và chiêu thứ nhất ở trạng thái huyết quỷ. Đó chính là những cái gì mà Mỡ muốn chia sẻ đến cho anh em ở cái vị tướng Hanzo này. Thực sự Hanzo về cơ bản Mỡ đang đánh giá là ở trong cái chủ thử nghiệm ý, với cái bộ kỹ năng này này thì Hanzo đang được coi là một trong những cái vị tướng xạ thủ, à sát thủ anh em ạ, có thể coi là cực kỳ khó chịu. Bởi vì nhá, là cái kỹ năng thứ hai của cái vị tướng Hanzo ở cái dạng người, dạng bình thường này, cái nhẫn thuật đoạt hồn á, là cái khả năng dồn sát thương của nó là cực kỳ lâu và cực kỳ khó chịu. Đó là cái thứ nhất, như anh em có thể thấy nha, đặt ra cái bãi trông này, nó sụt sụt sát thương liên tục này và rất lâu nha, cho nó chỉ ngừng ngay lập tức hoặc là nó sẽ kết thúc khi mà không có bất kỳ một cái đơn vị nào ở trong phạm vi đó, là nó sẽ ngừng ngay lập tức. Đó, và cái kỹ năng thứ hai của Hanzo ở cái dạng quỷ là nó cũng sẽ gây sát thương ngay lập tức. Tức là cái con Hanzo này, cái chiêu 2 của nó sửa theo hướng gọi là gây sát thương liên tục và ngay lập tức, cho dù anh em có ở dạng quỷ hay là anh em có ở dạng người. Đó, để Mỡ sẽ căn sử cái chiêu cuối để cho anh em xem cái kỹ năng thứ hai này nó gây sát thương ngay lập tức là như thế nào. Nhưng mà có một cái nhược điểm ở đây, đó là cái kỹ năng thứ hai của cái vị tướng Hanzo này nó ngắn hơn bình thường anh em ạ. Đó, anh em thấy không? Bay đến là gây sát thương ngay lập tức mà không cần phải có cái thời gian delay. Nếu như mà ở trong máy chủ chính thức ý, thì khi mà chúng ta sử dụng cái chiêu thứ hai ở dạng huyết quỷ ý, nó sẽ có một cái khoảng thời gian gọi là hiệu ứng lao đến bóng tối delay, kẻ địch rất dễ né. Thì không, cái chiêu thứ hai của cái vị tướng Hanzo ở khi sau khi mà được làm lại là nó sẽ cực kỳ nhanh, và bên cạnh đó nó có thêm cái hiệu ứng làm chậm nữa, cho nên kẻ địch rất khó để mà né ra khỏi cái kỹ năng thứ hai của cái vị tướng Hanzo, cho dù là ở dạng người hay là ở dạng quỷ. Đây, làm lại cho anh em xem, sử dụng cái kỹ năng thứ hai ở dạng quỷ, dồn sát thương lên từ từ nào. Đó là cái vị tướng Alice anh em ạ, có được cái mạng liên tục lập chiến công, cái mạng thứ ba của Mỡ. Rõ, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nói về cái chiêu thứ nhất đi. Cái chiêu thứ nhất của cái vị tướng Hanzo có tên gọi là nhẫn thuật tiệc quỷ. Như anh em có thể thấy nha, vẫn là đánh đủ 5 hit để mà kích hoạt được cái chiêu 1 này. Nhưng mà có một cái điểm anh em cần phải chú ý ở đây này, đó là cái chiêu 1 này giờ đây sẽ không bị ảnh hưởng bởi tốc độ tấn công của Hanzo nữa. Tức là cho dù Hanzo tốc độ tấn công có gọi là lên đến mức 69 chấm hay là gọi là 100 chấm đi, nói vui vậy thôi, tức là mắc tốc độ tấn công ạ, thì anh em vẫn phải đánh đủ 5 đòn đánh để mà kích hoạt được cái chiêu thứ nhất của cái vị tướng Hanzo có tên gọi là nhẫn thuật tiệc quỷ này, anh em nhớ không ạ? Tức là bây giờ tốc độ tấn công của Hanzo nó sẽ không ảnh hưởng nữa, nó sẽ không còn ảnh hưởng nữa để mà anh em có thể nhanh chóng kích hoạt được cái chiêu thứ nhất. Rồi, ở đây có cái vị tướng Gilson này, sử dụng cái kỹ năng thứ hai để dồn sát thương lên Gilson này, Mỡ có cho mình đó là cái chiêu thứ nhất nhưng mà hơi ngắn.
Rồi, phát vừa xong mở demo cho anh em chưa rõ. Đây đây, để mỡ thử demo lại. À không, từ từ khoan. Đó là một cái pha mà hết sạch cái huyết quỷ rồi, cho nên mỡ không thể demo lại, bởi vì hết huyết quỷ là mỡ sẽ bị rút về ngay. Rồi, mỡ sẽ sử dụng cái kỹ năng thứ hai để mà tích lại cho mình, đó là cái lượng huyết quỷ, đó là cái thanh màu đỏ dưới máu của mỡ. Và mỡ sẽ lùi về ở trong cái tình huống này này để có một cái pha triệu hồi ra cho mình, đó là cái chiêu cuối nhận thuật đây. Rồi, huyết quỷ lao ra, sử dụng cái kỹ năng thứ hai và mỡ sẽ demo cho anh em. Đó là cái kỹ năng thứ nhất của cái vị tướng Hanzo này. Nó không chỉ đơn thuần là anh em phi ra ba cái luồng gai độc trước mặt đâu, mà nó còn có tác dụng đó là dịch chuyển Hanzo, và bên cạnh đó là hất tung mọi đơn vị trên đường đi, đó là tướng địch thì sẽ bị hất tung anh em ạ. Tức là bây giờ Hanzo sẽ có thêm hiệu ứng khống chế khi mà cái vị tướng này ở dạng huyết quỷ sử dụng cho mình, đó là cái chiêu thứ nhất. Đó, tức là Hanzo sẽ thay vì gây sát thương theo đường thẳng đúng không? Hanzo sẽ lao đến theo cái đường thẳng đó, gây sát thương trên cái đường thẳng đó, và kèm theo đó những cái mục tiêu kiểu như là quái rừng hay là tướng địch ở trong cái phạm vi mà Hanzo đang lao ở cái chiêu 1 dạng huyết quỷ, dạng chiêu cuối á, là sẽ bị hấp tung. Đó chính là toàn bộ những cái gì mà mỡ muốn chia sẻ với anh em về cái việc sửa đổi cái vị tướng Hanzo này. Sửa đặc biệt ở đây đó là cái chiêu thứ nhất và chiêu thứ hai. À, có một cái vấn đề nữa, đó là sửa chiêu cuối luôn anh em ạ. Chiêu cuối của Hanzo bây giờ cho phép cái vị tướng này có thể xuất hiện tại cái vị trí của bản thể huyết quỷ của mình nữa cơ. Lát nữa mỡ sẽ demo cho anh em xem. Và trong lúc mỡ đang thao thao bất tuyệt, và đó là cái mạng không thể cản phá, mạng thứ 5 của mỡ ở trong cái trận đấu này rồi. Và theo như những gì mà mỡ trải nghiệm ở trong cái trận đấu, có thể nói là chơi rất ngẫu nhiên với cái vị tướng Hanzo này. Mỡ đánh giá rằng Hanzo hiện tại đang rất khỏe. Và mặc dù khi mà sử dụng cái chiêu cuối để mà triệu hồi ra huyết quỷ, Hanzo vẫn bị đứng yên, nhưng mà mỡ cảm giác ra rằng là cái chất tướng Hanzo, cái vị tướng Hanzo này á, cảm giác nó cơ động và nó đánh nhanh hơn rất là nhiều. Cảm giác như là cho đến khi mà những cái vị tướng team bạn ấy phát hiện ra cái vị trí Hanzo thì mọi việc nó đã là đã rồi anh em ạ. Bởi vì là cái khả năng dồn sát thương của Hanzo nó nhanh hơn rất nhiều. Nó bị bỏ hết đi những cái kỹ năng delay, tức là những cái thao tác thừa ở trong hai kỹ năng đầu tiên của mình. Và đây, nấp bụi này, triệu hồi ra cái huyết quỷ này, lao dồn sát thương này rất nhanh chóng anh em thấy không ạ? Làm chậm Alice luôn, lao đến Alice này nhưng mà không hất tung được Alice, vẫn là những cái đòn đánh thương có cho mình cái trụ đầu tiên ở cái đường giữa, và vẫn là những cái đòn đánh thương hất tung Alice và cố được cái mạng làm chủ trận đấu. Đó là một cái mạng, đó là một cái có thể nói là anh em đã thấy toàn bộ kỹ năng của cái vị tướng Hanzo ở trong dạng huyết quỷ. Và đây chính là cái vị tướng Hanzo mới được làm lại ở trong máy chủ thử nghiệm, và cho đến thời điểm hiện tại thì bộ kỹ năng của Hanzo không có bất kỳ một cái sửa đổi thêm gì cả. Cho nên theo mỡ cho rằng ý, mỡ chủ quan cho rằng đây có lẽ là một cái vị tướng Hanzo đã hoàn thiện rồi, và có thể chúng ta sẽ được trải nghiệm cái vị tướng Hanzo này với bộ kỹ năng như vậy khi mà cái vị tướng này được cho ra mắt ở máy chủ chính thức. Anh em lưu ý cho mỡ cái điều này ha. Dĩ nhiên mỡ vẫn phải chia sẻ lại với anh em một lần nữa là đây là Hanzo trong máy chủ thử nghiệm. Và trong thời gian tới, nếu như mà cái vị tướng này còn chỉnh sửa nữa hay không thì rất có khả năng anh em nha. Đó, và như anh em có thể thấy nha, tốc đánh của mỡ sau khi lên cái trạm phong kiếm ý là rất cao rồi, nhưng mà về cơ bản mỡ phải đánh đủ 5 đòn đánh thường để mà có thể kích hoạt được cái chiêu thứ nhất, tạo ra cái nhẫn thuật tiệc quỷ, cái tên của cái chiêu 1 ạ. Và đây, gọi ra cái huyết quỷ lao vào dồn sát thương đến từ vị trí của anh chàng Masha, anh ta bị làm chậm. Nhưng mà cái chiêu cuối của mỡ, cái chiêu thứ nhất của mỡ ấy, nó khá là lâu, cho nên là mỡ đã không kịp tỉnh dậy để mà có thể đuổi anh ta. Và về cơ bản là đuổi cũng là lâu, đuổi cũng là khó, bởi vì Masha khi mà nó kích hoạt chiêu 1 lên nó chạy nhanh lắm anh em ạ. Nó chạy như là mấy con cừu hó bốn chân luôn. Yo. Và có lẽ rằng cái quan điểm cá nhân của mỡ khi mà mỡ chơi đến thời điểm hiện tại ấy, là mỡ cho rằng là Hanzo khá khỏe á. Thì không biết rằng cái quan điểm của anh em như thế nào khi mà xem đến cái giờ phút này, xem đến cái thời điểm hiện tại mà mỡ sử dụng cái vị tướng Hanzo, thì mỡ đánh giá là Hanzo này là một cái vị tướng Hanzo có thể anh em nha, mỡ không nói chắc chắn, sẽ được quay trở lại ở meta hiện tại, meta mùa giải thứ 16, khi mà những cái vị tướng sát thủ được làm lại, đó chính là Natalia. À, vừa xong mỡ vừa demo cho anh em nè, đó là việc chúng ta dịch chuyển đến cái bóng huyết quỷ của cái vị tướng Hanzo, một cái tính năng có ở cái chiêu cuối mới của cái vị tướng Hanzo này. Tức là nếu như mà chúng ta cảm giác ý, là mỡ nghĩ rằng là cái tính năng này nó sẽ có, nhưng mà từ từ, đường giữa đang có giao tranh này, mỡ dồn sát thương vào cái vị tướng Alice này, Alice đang lâm nguy, cô ta bị hất tung đến từ vị trí của mỡ, cô ta dịch chuyển đi đâu đó, mỡ dịch chuyển ra cái bản thể chính của mình để chặn đầu, nhưng mà đã có mạng hạ gục đến từ vị trí của Fanny rồi anh em ạ. Đó, anh em thấy không ạ? Thì cái hoán đổi vị trí giữa bóng cũng như là bản thể chính của con Hanzo nó sẽ có ích trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất ý, đó là chúng ta cảm giác như là chúng ta hết sạch nội năng rồi, nhưng mà chúng ta vẫn muốn có mặt ở cái nơi mà cái bóng của chúng ta ngay lập tức để mà chúng ta tiến hành khép góc và tham gia giao tranh. Và trường hợp thứ hai ý, là chúng ta thấy rằng là có đứa đang cào cấu cái bản thể chính của Hanzo, tức là cái bản thể chính của chúng ta bị tấn công lén á, thì chúng ta rất đơn giản thôi, chỉ cần kích hoạt cái chiêu cuối là lúc đó chúng ta sẽ hoán đổi vị trí với cái bóng của chúng ta, và lúc đó là chúng ta sẽ ở cái vị trí của cái bóng của chúng ta luôn. Đó, cái cách hoán đổi như thế nào thì rất đơn giản, mỡ dùng chiêu cuối cho anh em xem này, anh em thấy không ạ?
nó sẽ có một cái tròn tròn mờ chưa có icon phía bên trên nhẹ của cái chiêu cuối. Nếu như mà anh em có thể để ý kỹ, ấn vào đó là anh em sẽ được hoán đổi vị trí. Về cơ bản là cái icon ở trong cái máy chủ thương hiệu của cái vị tướng Hanzo nó đang lỗi, cho nên anh em không nhìn thấy đâu. Lát nữa bữa dùng cái chiêu cuối thì anh em để ý kỹ một chút xíu là anh em sẽ thấy ha, nó rất là dễ nhìn ạ. Nó làm cái icon bé xíu ở phía bên trên đầu cái chiêu thứ ba, cái chiêu mà đang hồi dây kia anh em kìa. Đó, từ từ để lát nữa bữa sẽ demo lại cho anh em xem. Ok, và giờ có lẽ là sẽ kết thúc cái trận đấu này thôi, bởi vì đây là một cái trận đấu có lẽ rằng là quá một chiều rồi. Cái vị tướng Hanzo đang thể hiện cái bản lĩnh của mình là một trong những cái vị tướng sát thủ rất xứng đáng đã được làm lại và rất xứng đáng được mang vào máy chủ chính thức. Và cái vị tướng Hanzo mợ đánh giá là một trong những cái vị tướng đánh có lối đánh rất là khó chịu, bởi vì vốn đối với những cái người chơi Hanzo hay ở cái con Hanzo cũ ý, là người ta đã khó chịu rồi, người ta chọn góc và người ta lao vào rồi sát thương rất là đau. Nhưng mà đối với cái con Hanzo mới này này, nó lại còn có cho mình đó là cái hất tung và cái áp sát, cùng với đó là cái việc khả năng gây sát thương ngay tức thời. Thì đây chính là một cái vị tướng mỡ nghĩ rằng là nó sẽ là một cái tin vui dành cho những cái người chơi gọi là tướng tủ Hanzo. Và có lẽ rằng hy vọng rằng là sau cái việc chỉnh sửa như thế này thì Hanzo sẽ được nhiều người biết tới hơn và sẽ được sử dụng hơn ở trong những cái trận đấu rank cao. Và đây là mỡ đang lao vào dồn sát thương, có được cái mạng hạ gục thứ 7 ở cái vị tướng Elise này. Và cùng với đó là Finity bạn đã phải nằm xuống. Trận đấu sẽ phải kết thúc ở đây thôi. Trận đấu sẽ phải kết thúc ở giai đoạn phút thứ 11 khi mà team bạn đã bị out level quá rồi. Gilson anh ta lao ra, anh ta dồn sát thương vào mỡ, nhưng mà mỡ chém cho hai chém, anh ta đã phải giật dẹo lui về nhà, bởi vì anh ta mới có cho mình đó là cái level 9 thôi anh em ạ. Và trên đây mỡ cho rằng là toàn bộ những cái chia sẻ về quan điểm cá nhân, cái cảm nhận của mỡ về cái bộ kỹ năng của cái vị tướng Hanzo, đó là mặc dù cái tầm thi triển kỹ năng có vẻ là nó hơi ngắn, nhưng mà những cái thao tác tung đòn, những cái phương thức sử dụng cái kỹ năng thứ hai cũng như là kỹ năng thứ nhất ý, là nó nhanh, gọn, lẹ, không có thao tác thừa. Và bên cạnh đó là có một cái hiệu ứng hoán đổi giữa vị trí của cái bóng con Hanzo cũng như là bản thể của nó, qua đó giúp cái vị tướng Hanzo này có thể thoát được khỏi những cái pha ganh bản thể đến từ những cái chất tướng khó chịu kiểu như là Link này, rồi thì Natalia này, hay là những cái chất tướng sát thủ mắc lốp khác. Đó, không biết là quan điểm của anh em sau khi xem hết cái video clip này như thế nào. Thì nếu như anh em thấy cái video clip này thú vị, hãy để lại cho mỡ một like, một subscribe, đăng ký kênh cũng như chia sẻ để mà đón xem cái video clip tiếp theo của mỡ làm về những cái vị tướng khác ha. Còn bây giờ có lẽ rằng là chúng ta sẽ xem nốt cái phần còn lại cái video clip này. Mỡ không biết rằng khi nào thì team mỡ mới kết thúc được cái trận đấu này á, nhưng mà về cơ bản là ba thành viên đang bắt đầu tiến hành phá đi cho mình đó là cái trụ đường, cái nhà chính rồi anh em ạ. Và mỡ cũng sẽ lao vào góp vui, dùng cái chiêu cuối để cho anh em xem. Cấu rất đau, chiêu cuối là lâu nhưng mà đã bị cái trụ nhà chính nó bắn nát toang thằng mỡ rồi anh em ạ. Yo, và clip đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.